Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Góp ý dự thảo của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Hành động quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp và người dân huyện Văn Giang thực hành tiết kiệm điện từ đầu mùa nắng nóng. Ân thi đẩy mạnh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Giảm áp lực thi cử cho học sinh cuối cấp. Mỹ Hào ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Để bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Qua nghiên cứu dự thảo chỉ thị, đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu kỹ lưỡng của dự thảo, đồng thời cho rằng dự thảo chỉ thị mới của Bộ Chính trị đã có tính kế thừa từ chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Các đại biểu đề nghị Trung ương nghiên cứu có quy định phù hợp với thực tiễn về mô hình Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chuyên trách đối với địa phương đang triển khai mô hình chính quyền đô thị. Chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, việc bố trí, chuẩn bị nhân sự, lãnh đạo cấp ủy gắn với chuẩn bị nhân sự, lãnh đạo chính quyền, việc thực hiện bầu cử trong đại hội. Phát biểu chỉ đạo các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp thu nghiên cứu dự thảo chỉ thị, nếu có góp ý, đề xuất, kiến nghị gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thành lập các tiểu ban đại hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội ở các địa phương, đặc biệt là những địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đề nghị các đồng chí nắm chắc tình hình ở địa phương và nhất là các địa phương sáp nhập. Sáp nhập bây giờ thì cho cơ cấu như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải xem lại là bây giờ cái quy hoạch cũ ấy, chúng ta được sử dụng trong quy hoạch của đơn vị mới không? Đề nghị các đồng chí phải nghiên cứu, đây là thực tế địa phương chúng ta đang vướng. Cũng quy hoạch bí thư như bí thư xã A, bây giờ nó gọi là xã AB, thì bây giờ chúng ta có sử dụng quy hoạch hay không? Đấy thì đề nghị các đồng chí là tham mưu nghiên cứu trước trong một bước để chúng ta thực hiện cái này. Các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức là chúng ta có cái chỉ đạo đối với ngành chúng ta và đối với cấp ủy địa phương để chúng ta chuẩn bị các cái khâu các bước làm sao đấy tiến tới đây là chỉ thị ra cái chúng ta bắt tay làm được ngay. Đấy, các nội dung đấy, kể cả kế hoạch rồi là các phương án là các đồng chí phải dự thảo đấy, đồng loạt chúng ta phải ban hành, mà đặc biệt nhất là chúng ta lại đại hội là từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, tỉnh thì lại còn xa đấy, nhưng mà xã thì lại là rất gần, thế mà lại là diện rộng, thì tôi đề nghị chúng ta có thể chuẩn bị trước để làm sao đại hội chúng ta là nhân sự thì chủ động, các văn kiện thì chúng ta chuẩn bị công phu và chú đáo. Sáng nay tại huyện Khoái Châu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Quý 1 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tham mưu Ban chỉ đạo 35 tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận nhấn mạnh, trong quý 2, hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, tổ chức thành công cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng năm 2024, đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024, chủ động cho công tác nắm tình hình tư tưởng,
kết nối chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh, chủ động định hướng tuyên truyền về các lĩnh vực như giải ngân vốn đầu tư công, phát triển khu cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, một tập thể và hai cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức cao hơn, hành động quyết liệt hơn để thích ứng với diễn biến tình hình an toàn thực phẩm hiện nay. Cần nhận thức rõ hơn các mối nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trong công tác truyền thông, cần tiếp cận sâu hơn về xu hướng ăn uống, quy trình sản xuất an toàn. Cho rằng cần khắc phục ngay 8 tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở tiến hành tổng rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, sau tháng hành động năm nay phải đánh giá được tổng thể thực trạng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo từng ngành, từng lĩnh vực quản lý. Dù số lượng cơ sở được kiểm tra, giám sát, xử phạt năm 2023 đã tăng so với năm trước, nhưng vẫn cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với tuyến huyện. Cần công khai kết quả kiểm tra xử lý vi phạm trên các phương tiện truyền thông, đồng thời công khai kết quả khắc phục để tạo điều kiện cho cơ sở có vi phạm tiếp tục hoạt động và phát triển. Tích cực triển khai hóa đơn điện tử cũng là biện pháp tăng cường cho công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trước dự báo trong mùa nắng nóng năm nay, phụ tải sử dụng điện sẽ tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ tích cực vận động người dân và doanh nghiệp thực hành tiết kiệm điện, chuyển biến trong hành động sử dụng điện tại huyện Văn Giang đã được áp dụng ngay từ những ngày đầu mùa hè. Sắp xếp phòng ăn xong là tắt các thiết bị điện. Đây là việc thường ngày được nhân viên nhà hàng Ngọc Thoan tại thị trấn Văn Giang thực hành theo thói quen. Hệ thống điện sử dụng trong nhà hàng thì tính toán thì làm sao để tiết kiệm điện, sử dụng các cái ánh sáng mặt trời, nhắc nhở quán triệt nhân viên là trong trường hợp không cần thiết và không sử dụng đến thì tắt các thiết bị điện. Bên cạnh việc sử dụng các thiết bị điện hiệu quả thì việc sử dụng kính trắng đón ánh sáng tự nhiên cũng góp phần tiết kiệm điện năng, chiếu sáng cho căn nhà. Việc điều chỉnh điều hòa đủ mát, tốt cho sức khỏe, kèm theo thói quen ra khỏi nhà tắt điều hòa được khuyến cáo cho mọi người. Công ty cổ phần Minh An chuyên sản xuất ống nhựa là doanh nghiệp có lượng tiêu thụ điện khá lớn. Với việc đầu tư trên 300 tỷ đồng để thay thế toàn bộ công nghệ cũ của Đài Loan bằng công nghệ của Đức và Nhật, tự động hóa 100% đã giúp tiết giảm mỗi năm hàng trăm triệu đồng tiền điện. Chúng tôi đã thiết kế nhà xưởng với nhiều ô thoáng, cửa chớp, tấm sáng tự nhiên, thay thế toàn bộ hệ thống dây chuyền cũ bằng dây chuyền mới hiện đại, năng suất cao, giảm tổn thất điện năng. Bên cạnh đấy thì hệ thống chiếu sáng chúng tôi đã cải thiện thay toàn bộ hệ thống đèn sợi đốt hình quang bằng hệ thống đèn LED, thiết kế các hệ thống nội dây theo chiếu sáng cục bộ của từng dây chuyền. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang đã thực hiện ký cam kết điều chỉnh phụ tải theo giờ cao điểm nhằm giảm sự cố điện và hưởng chế độ ưu đãi theo giá điện bậc thang. Tháng 3 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang cũng thành lập ban chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm điện. Mùa hè nắng nóng thì công suất sử dụng sẽ tăng cao, thực hành tiết kiệm điện toàn thể nhân dân, những khách hàng sử dụng điện vào những giờ cao điểm, hãy tắt những cái thiết bị điện không cần thiết, các thiết bị công suất lớn, tránh tình trạng quá tải cục bộ trong các giờ cao điểm. Đến nay có trên 95% doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang triển khai ký cam kết điều chỉnh phụ tải theo giờ cao điểm. Với sự sát sao trong chỉ đạo cũng như tích cực vận động tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Văn Giang, góp phần tạo thói quen cho doanh nghiệp và người dân sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm ngay từ đầu mùa nắng nóng này. Chuyển đổi số, trong đó có hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, là một chủ trương lớn mà các địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện. Hiện nay, thói quen thanh toán của người dân đang dần có những thay đổi, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt. Tại chợ gạo thành phố Hưng Yên, hầu hết các chủ sạp quầy bán hàng đều chấp nhận thanh toán trực tuyến, có bảng mã QR tại quầy để khách hàng, người dân mua hàng quét mã và thanh toán. Chỉ bằng thao tác đơn giản, nhập số tiền thanh toán, hoàn tất giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi.
Hơn năm nay là tôi đi đâu tôi cũng dùng cái tài khoản, nó rất là hữu ích mà nó cảm thấy là nó tiện, có thể là không bị đánh mất, đánh rơi. Nhưng mà cuối ngày tôi về tôi có thể kiểm tra được tài khoản của mình là tôi đã tiêu mua gì trong ngày. Từ học sinh cho đến người già bây giờ cũng biết chuyển khoản, tiện cho cả người bán hàng cả người mua. Ví dụ như là người ta mang tiền mặt đi thì có thể là ít mới nhiều chẳng hạn, đến lúc mà mình lại giao dịch mình trả tiền hàng thì nó cũng tiện hơn. Các hình thức thanh toán như vậy giúp hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông, giảm chi phí xã hội, mở rộng không gian, rút ngắn thời gian cho quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ. Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có cả nhiệm vụ thông tin truyền thông, tư vấn và hướng dẫn khách hàng người dân sử dụng những sản phẩm dịch vụ thanh toán chuyển tiền tiện ích và tiện lợi. Đa phần là dùng chỉ chiếc điện thoại là xử lý hết được mọi việc. Đó, thậm chí là có những hôm mà đi uống nước quên cầm theo tiền lẻ, nhưng mà các cô bán nước cũng có những mã QR đó chuyển và thanh toán mấy nghìn cũng rất là hợp lý cho người dân, thuận tiện. Chúng tôi được các bạn nhân viên ngân hàng chăm sóc nhiệt tình, khi có nhu cầu mở cái mã quét QR này các bạn mang đến đầy đủ các bộ như ví dụ như cái này để cho chúng tôi được phục vụ khách hàng, nó thuận tiện hơn rất chi là nhiều. Có thể thấy việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế mới hiện nay bởi những tiện ích mà nó mang lại. Đây sẽ là sự lựa chọn của nhiều người trong thời gian tới, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu mua sắm và kinh doanh, qua đó góp phần giúp Hương Yên thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai. Okay. Sáng nay, Ban chỉ đạo khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Trần năm 2024, chào mừng kỷ niệm 736 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử 1288-2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Đền Trần phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên được khởi dựng từ nửa đầu thế kỷ thứ 14, có tên chữ là Trần Đại Vương Tử, một trong những di tích tiêu biểu thuộc quần thể khu di tích Phố Hiến, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Di tích là nơi tôn thờ Đức Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, nhà chính trị, nhà quân sự thiên tài của dân tộc. Hưng Đạo Đại Vương sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý 1228 tại Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 2 1285 và lần thứ 3 1288, ông được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Hoàng đế Trần Nhân Tông phong tước quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân đánh giặc, làm nên những chiến thắng lẫy lừng ở Bạch Đằng, Trường Dương, Hàm Tử, Tây Kết, đem lại nền thái bình, thịnh trị cho toàn dân tộc. Ông qua đời ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300 tại Tư Sinh, Kiếp Bạc. Ngoài nơi sinh và nơi mất thì những nơi ông đóng quân, nhân dân các địa phương đều lập đền hương đăng phụng thờ. Đền Trần còn là nơi tôn thờ các vị vương thất triều Trần. Lễ hội truyền thống Đền Trần diễn ra vào dịp mùng 10 tháng 3 và 20 tháng 8 âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động như tế lễ, dâng hương và các trò chơi dân gian. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, xác định công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm, huyện Ân Thi đã tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện Ân Thi có 6 xã thực hiện sắp xếp theo từng cặp thành 3 xã mới trong đợt này, gồm các xã Văn Nhuệ sáp nhập với xã Đa Lộc thành xã mới lấy tên là Đa Lộc, xã Tân Phúc sáp nhập với xã Quang Vinh thành xã mới lấy tên là xã Quang Vinh, xã Hồng Vân sáp nhập với xã Hồng Quang thành xã có tên mới là Hồng Quang. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, ban chỉ đạo của tỉnh, huyện Ân Thi cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, đã ra soát cử tri đúng đủ theo quy định. Huyện Ân Thi thì trong thời gian vừa qua triển khai tương đối là đồng bộ và cụ thể, và đến nay thì kết quả ở 6 đơn vị xã là đang triển khai đồng bộ các cái bước và các cái thủ tục theo kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra.
Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Văn Nhuệ và Đa Lộc đã họp bàn thống nhất phương án sáp nhập. Cả hai xã đều đồng thuận về chủ trương và đang thảo luận về các bước tiếp theo của phương án sáp nhập. Quá trình triển khai thực hiện cái đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại xã thì về cơ bản cho đến thời điểm này thì sau khi phổ biến tuyên truyền chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cái sự cần thiết cần phải sắp xếp đơn vị hành chính thì cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã thì đồng thuận. Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền đến tất cả nhân dân trên cơ sở là qua các cuộc họp và qua các hệ thống đài truyền thanh của xã và của thôn để làm sao cán bộ và nhân dân nắm bắt được để hưởng ứng cái việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa xã Văn Nhuệ và xã Lộc. Xã Hồng Quang đã hoàn thành việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các nhà văn hóa thôn, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã diễn ra trong tháng 4. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đã chủ động tập hợp ý kiến cử tri, nghiên cứu tài liệu để giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền giúp người dân hiểu rõ về chủ trương này. Chúng tôi tổ chức các cái buổi họp tập trung và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên đầu tiên gặp gỡ một số cán bộ đã thành. Đây là một cái kênh thông tin tuyên truyền đối với nhân dân. Trong tháng 6, học sinh cuối cấp tại Hưng Yên sẽ tham gia hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024. Song song với việc tổ chức ôn tập kiến thức, các trường học đã triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực, tạo tâm thế thoải mái bước vào kỳ thi quan trọng. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học tới đây, em Nguyễn Vũ Thu Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, dự định đăng ký vào khối ngành khoa học xã hội. Nhiều năm là học sinh khá giỏi, lại vừa đoạt giải nhất học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh. Nhưng đứng trước kỳ thi quan trọng, Thảo vẫn cảm thấy lo lắng, áp lực, sợ phụ lòng mong mỏi của cha mẹ thầy cô, sợ kết quả thi không bằng bạn bè, sợ chọn sai hình thức xét tuyển. Hiện tại em đang học sinh khóa cuối cùng của cái chương trình cũ, sang năm thì nó sẽ thi theo cái phương thức khác. Thế nên là nếu mà mình thi trượt thì khả năng là sẽ khó mà có thể thi lại cùng với các bạn 2007. Áp lực đồng trang lứa rồi cũng áp lực học điểm số, học tập rất là nhiều. Những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo đã giảm tải chương trình học, đề thi chủ yếu nằm trong chương trình cuối cấp, nhưng áp lực thi cử vẫn là điều không thể tránh. Điều này đòi hỏi các nhà trường đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải tỏa áp lực học tập, bên cạnh duy trì hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, sẵn sàng chia sẻ tâm sự với học sinh mọi lúc. Nhiều trường học cũng thành lập các câu lạc bộ văn hóa thể thao, các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh, thu hút học sinh tham gia trong các giờ ra chơi ngoài giờ lên lớp. Có những đợt hội thảo đấy để các em chia sẻ những cái khó khăn mà mình gặp phải và để các thầy cô giúp đỡ các em để đưa ra cho các em những cái giải pháp khắc phục những cái tình trạng riêng của từng bạn, trao đổi để phụ huynh có thể là tiếp xúc với con cái và để cho các bạn ấy là đỡ bị cái áp lực liên quan đến việc học tập và thi cử. Từ nay cho đến kỳ thi là thời gian cao điểm, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức ôn tập cho học sinh, tạo không khí học tập thoải mái, giảm bớt căng thẳng trong chính các giờ học cũng được các giáo viên chú trọng. Bên cạnh đó, chính các em học sinh cũng cần tự giải tỏa áp lực cho mình, chuẩn bị tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi. Chia theo từng thời gian biểu để có cách học tập hợp lý nhất để tránh bị stress. Mỗi khi học xong khoảng 1 tiếng thì em sẽ cho bản thân mình khoảng 10 phút để nghỉ ngơi. Thành tích học tập tốt, điểm số cao, đỗ vào trung học phổ thông công lập hay các trường đại học top 1 chưa hẳn là mục tiêu quan trọng nhất, luôn có nhiều lựa chọn cho mỗi người, nhất là ở giai đoạn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Các em rất cần sự thấu hiểu, quan tâm động viên và đồng hành từ phía gia đình, thầy cô để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, ngày 16 tháng 4, thị xã Mỹ Hào tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn thị xã. Trong ngày ra quân, tổ công tác của thị xã và 13 xã phường phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo trì đường quốc lộ, tỉnh lộ, huy động phương tiện lực lượng đồng loạt tiến hành giải tỏa tháo dỡ các vi phạm. Các lực lượng đã cương quyết tháo dỡ, cắt bỏ các lán, mái vẩy khung thép, lợp tôn của các cửa hàng, hộ dân vi phạm hành lang giao thông, tháo dỡ, dọn dẹp và thu giữ nhiều biển hiệu, biển quảng cáo treo dựng trên hành lang đường giao thông. Sau ngày ra quân, các ngành địa phương trong thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, yêu cầu các hộ cam kết không tái vi phạm, kịp thời xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Chiều ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã quyết liệt yêu cầu và tổ chức lực lượng hỗ trợ một hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình dựng lều lán trái phép trên hành lang giao thông. Đó là trường hợp hộ gia đình ông Đàm Văn Dũng, người địa phương, đã tự ý dựng lều lán trái phép trên hành lang đường 379, đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài, với diện tích vi phạm gần 80m². Đây là lần thứ hai hộ ông Dũng vi phạm. Trước đó, ngày 7 tháng 2 năm 2024, khi phát hiện hộ ông này dựng lều lán trái phép, Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú đã yêu cầu và tổ chức lực lượng hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình vi phạm. Ngoài xử lý nghiêm hộ ông Dũng, trước đó xã Yên Phú đã rà soát tổ chức ký cam kết và giải tỏa khoảng 30 hộ dân buôn bán kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực ngã ba Từ Hổ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.